Được. Đây nha, bây giờ tôi hướng dẫn các bạn sử dụng máy hàn khò để thay cái IC này, IC dán ít chân này và thay vi xử lý này, nhiều chân này. Thế thì máy hàn khò đây là tôi dùng cái loại Quick 850A này. Thì giới thiệu với các bạn luôn, đây là cái phím mở nguồn. E là cái nút lúm chỉnh gió, hít là cái lúm chỉnh nhiệt độ. Thì ở đây nó có 8 số, cao nhất là 8 số. Thì chúng ta để, thường thường là tôi để cái số thứ 4, từ 4 đến 5. Nhiệt độ cũng như vậy, nhiệt độ tôi cũng thường để số 4 đến số 5 nha. Ở đây người ta cho theo chúng ta ba cái đầu, nó có ba kích thước khác nhau. Thì tôi hay dùng cái đầu có kích thước trung bình nha. Cái đầu nhỏ này thì nó tập trung gió này, tuy nhiên nó lại cái sức gió nó lại hơi mạnh. Cái này thì nó lại gió nó yếu quá, nó to. Thì chúng ta thường thường là tôi là hay dùng cái loại kích thước trung bình này. Thì tôi lắp cái đầu này vào đây, tôi vặn ốc này để cho nó giữ. Bây giờ tôi bật cái khò này lên, bật lên và tôi để cái gió độ tầm độ khoảng số 4 đi, nhiệt độ khoảng số 4 rưỡi đi. Tí nữa tôi hàn thì tôi chỉnh cho sau, tôi để hai cái số 4 đi. Tức là lúc mà tôi chưa hàn thì tôi tạm thời tôi để cái ngưỡng trung bình thôi, chưa để cao vội. Bây giờ trước khi thay xe này thì chúng ta lên tẩy cái lớp keo đi, bởi nhiều khi bo mạch nó hay có lớp keo. Lớp keo này nó làm cho chúng ta hàn nó bị cháy, và nó sẽ làm cho, một là chúng ta hàn nó không ra được thiếp, hai là nó sẽ cháy mạch, nó sẽ có cái lớp than, nó nhìn nó xấu mạch. Thì chúng ta rửa qua để tẩy hết cái lớp keo đi nhá. Cả vi xử lý này mà thay thì tẩy cái lớp keo đi nhé, hoặc là những cái bẩn bụi xung quanh này chúng ta tẩy nó sạch đi. Thế là một. Thứ hai là trong quá trình hàn thì chúng ta dùng cái mỡ hàn này nhá. Có người thì quen dùng mỡ hàn, có người thì dùng cái nước nhựa thông nhá. Cái nước nhựa thông tức là nhựa thông pha vào nước rửa mạch in, gọi là nước nhựa thông. Thì bây giờ tôi tháo IC này ra, tôi thay IC này chẳng hạn, thì tôi dùng máy hàn khò như này. Thì sau này chúng ta hàn quen thì chúng ta sẽ dùng tay này chúng ta cảm nhận này nhá. Cảm nhận sức gió và cảm nhận nhiệt độ này. Tức là chúng ta cảm giác là chúng ta để độ khoảng cách xa độ khoảng 5-6 phân như này, chúng ta cảm nhận được cái sức gió và nhiệt độ. Tức là chúng ta để mà lâu quá là chúng ta cảm giác nó bị bỏng tay nhá. Thì chúng ta như này là tôi sẽ cảm nhận được. Nếu tôi cảm nhận như thế này là nó hơi khó cảm nhận, nhưng mà không có thì bây giờ để trực quan hơn thì em cho tôi tờ giấy. Đấy. Nếu mà chúng ta để cách xa 5 phân mà thổi vào tờ giấy này thì sau một lúc nhá, nó hơi úa vàng là được. Để lâu như này nó chưa úa vàng là hơi thiếu nhiệt, mà để một cái úa vàng ngay thì tức là quá nhiệt nhá. Tôi tăng lên số 5 chẳng hạn. Đấy, nó hơi đổi màu giấy một tí này nhá, có mùi khen khét này. Thế là như thế là đủ nhiệt nhá. Đấy. Thì tôi cho mượn, hình như là cái nhiệt này nó vẫn hơi thiếu, cho tôi tăng lên số 5,5 này. Nó phải, tức là để cách xa 5 phân này một lúc nó phải hơi đổi màu giấy một tí thì mới là được. Chứ còn nó đây nhá, nhìn thấy không nhá, thì là được. Còn nếu mà để thiếu nhiệt thì nó sẽ lâu ra mà hàn lâu quá là nó chết đi xê nhá. Chúng ta bôi cho tí mỡ vào đây nhá, bôi cho một chút mỡ vào đây, bôi một chút thôi, nhiều quá đấy cũng không cần. Và khi chúng ta thổi vào IC, chúng ta tránh để mỏ hàn cố định một chỗ nhé, chúng ta phải đảo tay liên tục nhá, đảo tay liên tục như này. Có cảm giác như gió hơi yếu, tăng lên gió lên một chút này. Số 5, nhiệt ở số 6 đi.
Đấy, chúng ta để ý nhé, khi nào nó hơi hơi khói khói lên ấy thì đấy là lúc đấy là, và thiếc nó đổi màu thì lúc đấy là nó sẽ ra đấy nhá. Đấy là tháo ra rất ngon lành đúng không? Ừ. Khi nó đủ nhiệt, chúng ta đừng để quá nhiệt là được, khi nó đủ nhiệt thì chúng ta tháo rất là ngon đấy nhá. Thì ví dụ bây giờ chúng ta lại thay con đi xe này vào, thay xe này vào thì chúng ta có thể dùng cái mỏ hàn dao chúng ta hàn thì tốt hơn nhá. Bởi vì bây giờ thay xe là nó là xe mới, mà dùng mỏ hàn này thì nó dễ chết đi xe nhá. Tháo xe cũ ra thì không quan trọng đúng không, nhưng mà khi thay xe mới thì chúng ta lên dùng mỏ hàn dao để chúng ta hàn đấy. Bởi vì mỏ hàn dao thì nó chỉ là nóng chân thôi, nhưng IC này nó lại làm nóng cả xung quanh IC. Thế cho nên là chúng ta hàn IC vào thì chúng ta lại lên dùng mỏ hàn dao hoặc là mỏ hàn này nhá, thì tốt hơn. Thế tuy nhiên thì hàn mỏ hàn dao thì vừa nãy chúng ta xem rồi, bây giờ tôi hàn mỏ hàn này chúng ta xem thôi nhá. Thì chúng ta lại phải xác định chú ý cái chiều IC. Đây cái chiều 1/100. Rồi quay lại này. Thì trước khi chúng ta thay xe vào thì chúng ta lại cho tôi một tí mỡ vào đây. Và bây giờ chúng ta thực ra chúng ta vẫn phải dùng cái mỏ hàn này để chúng ta đính chân một cái. Đính chân một cái nha. Đấy, hàn có đẹp hay không là do cái lúc đính này. Nó định vị nó chuẩn nha. Sau đó là chúng ta hàn nó vào. Cho một chút mỡ này. Chúng ta để ý khi mà thiếc nó đổi màu sáng. Đấy, nó đổi màu sáng là nó chảy ra nhá. Thì chúng ta nhẹ nhàng chúng ta ấn nâng nó xuống một tí. Đấy. Nó có chảy chưa? Vẫn chảy. Vẫn chảy một tí luôn. Thực ra là khi hàn vào thì chúng ta liên dùng mỏ kia thì nó